Cạo râu là một công việc mà tất cả các bạn nam đều thực hiện mỗi ngày. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách cạo râu sao cho đúng và an toàn. Báo Hoa Xanh đã thực hiện một cuộc khảo sát trên Facebook và tại văn phòng. Hầu hết tất cả các bạn nam đều quên đi một trợ thủ rất là đắc lực giúp cho việc cạo râu trở nên nhanh chóng và an toàn hơn. Đó chính là bò cạo râu. Kem cạo râu nói chung đều có rất là nhiều dạng, dạng kem, dạng bò, dạng bánh xà phòng và dạng xịt. Dù ở dạng nào đi chăng nữa thì kem cạo râu đều có chung một mục đích, đó chính là giúp cho việc cạo râu nhanh hơn và dễ dàng hơn nhờ bốn công dụng sau đây. Đầu tiên, kem hay bọt cạo râu đóng vai trò như một chất bôi trơn, làm cho sợi râu mềm hơn, từ đó cho phép lưỡi dao có thể lướt trên da mặt một cách dễ dàng. Thứ hai, bọt cạo râu tạo một lớp trung gian, ngăn không cho dao cạo tiếp xúc trực tiếp với da mặt, từ đó hạn chế chảy xước tối đa. Thứ ba, dựa vào lượng kem cạo râu còn trên mặt mà bạn biết được là mình đã cạo đến đâu, không bao giờ bỏ sót một vị trí nào. Cuối cùng đó chính là dưỡng ẩm, làm dịu cho da mặt sau khi cạo, giúp da trở nên êm ái, mềm mịn hơn. Trên tay mình đó chính là bọt cạo râu Silet. Silet đó chính là thương hiệu đến từ Mỹ chuyên về các sản phẩm lăn khử mùi, sữa tắm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân. Tuy nhiên tại Việt Nam thì Silet nổi tiếng nhất đó chính là dao cạo và bọt cạo râu. Đây cũng chính là sản phẩm mà rất là nhiều bạn comment trên Facebook nhờ Bách Hóa Xanh review. Sản phẩm này có dạng bột mịn, chai có thiết kế dạng xịt rất tiện dụng, có khối lượng là 175g. Ngoài các công dụng cơ bản thì sản phẩm này còn có thêm chiết xuất chanh giúp làm mềm da sau khi cạo. Da sau khi cạo xong sẽ có mùi chanh thoang thoảng rất là dễ chịu. Cách sử dụng sản phẩm này thì rất là đơn giản. Trước khi cạo râu thì bạn hãy nhớ rửa mặt. Nếu bạn nào siêng thì có thể tẩy da chết để cho da sạch sẽ hơn. Đầu tiên các bạn chỉ cần lắc đều chai rồi xịt một lượng bọt vừa đủ ra tay. Thoa đều bọt lên mặt, lúc này bạn đã có thể bắt đầu cạo râu như bình thường. Và nhớ là hãy cạo râu thuận theo chiều mà râu mọc nha. Nếu các bạn cạo ngược lại thì có thể sẽ kích ứng và bị râu mọc ngược đấy. Các bạn thấy đó, tốc độ cạo râu khi dùng bọt cạo râu nhanh hơn rất nhiều so với khi không dùng đúng không nào. Sau khi cạo xong thì bạn chỉ việc rửa lại với nước là xong. Sau khi sử dụng sản phẩm bọt cạo râu của Gillette thì mình cảm thấy da mặt của mình nó khá là dễ chịu, mềm hơn và mình còn cảm thấy mát mát. Đối với loại của mình sử dụng thì nó có hương chanh và rất là dịu nhẹ và khá là thơm. Khi cạo thì mình cảm thấy thao tác của mình lướt rất là nhanh và dễ dàng. Chỉ cần lướt một đường nhẹ thôi là râu đã đi hết, chứ không như lúc trước mình cạo không và không có dùng bọt. Mình rất là hài lòng với sản phẩm này. Một chai như vậy thì mình có thể dùng gần một tháng. Bởi vì râu của mình ra khá là nhiều và hầu như là mình đều phải cạo mỗi ngày. Trước khi kết thúc video, mình sẽ gửi cho các bạn một vài lưu ý khi cạo râu. Đó chính là các bạn nên cạo râu vào buổi sáng, bởi vì lúc này da các bạn sẽ trơn và láng mịn hơn. Các bạn không nên cạo râu vào buổi tối, lúc này da sẽ rất là yếu và nhạy cảm và khi cạo để lại vết xước. Bên cạnh đó các bạn cũng không nên cạo quá mạnh tay, bởi vì cạo mạnh tay không có nghĩa là sẽ sạch, mà hãy để bọt cạo râu và da cạo râu thay bạn làm điều đó. Mong rằng sau video này các bạn sẽ hiểu thêm về bọt cạo râu Silet và áp dụng bọt cạo râu trong quá trình cạo râu của mình nha. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, share và subscribe kênh Bách Hóa Xanh. Xin chào và hẹn gặp lại. Cả nhà yêu ơi, nếu yêu thích video của Bách Hóa Xanh thì hãy like, share, subscribe kênh và nhấp vào cái chuông bên cạnh để nhận thông báo khi có video mới nhé.